Nhắm bắt đầu luôn đúng không? Rồi, nhắm máy trình luôn đi ha. Xong rồi mình trả lời câu hỏi để lấy điểm. Dạ. Sau đây là phần cuối cùng mà nhóm 5 sẽ thuyết trình, đó chính là cách phát hiện khi có đa cộng tuyến. Như vậy, để phát hiện có đa cộng tuyến thì ta bao gồm 4 cách. Cách thứ nhất là dựa vào hệ số xác định R bình và tỷ số T. Cách thứ hai là dựa vào hệ số tương quan. Cách thứ ba là sử dụng hội quy phụ. Cách thứ tư là nhân tử phóng đại phương sai VIF. Nhưng hôm nay nhóm 5 chỉ đảm nhiệm cách thứ nhất, chính là dựa vào hệ số xác định R bình và tỷ số T. Trên lý thuyết cho rằng để xét hiện tượng đa cộng tuyến thì hệ số R bình phải lớn và tỷ số T nhỏ. Lớn ở đây có nghĩa là khi ta đi kiểm định mô hình, để mô hình phù hợp thì thông qua R bình mình phải tính thống kê F, thì R bình càng lớn nghĩa là mức độ phù hợp của mô hình càng cao. Còn về tỷ số T nhỏ, thông thường là ta sẽ đi kiểm định từng phần, đánh giá xem các biến độc lập có tác động tới biến phụ thuộc hay không. Thì đa phần là kết luận biến đó không cần thiết, nghĩa là ta chấp nhận giả thuyết H0. Do T nhỏ nên ta sẽ luôn luôn chấp nhận H0, tức là luôn luôn kết luận biến đó không cần thiết cho mô hình, hay có thể nói là biến đó không tác động tới Y. Hoặc là nếu chạy phần mềm eView thì tỷ số T có thể tồn tại một hoặc một vài giá trị thống kê T Y thấp. Nó tương ứng với giá trị p-value cao lớn hơn alpha. Như vậy nó sẽ hơi mâu thuẫn ở chỗ là tuy mô hình phù hợp nhưng các biến độc lập lại không cần thiết.